Bây giờ mình sẽ xem cái thằng NBC rộng nha. Với NBC và NBC mở rộng, các bước nó vẫn như này: phần lớp dữ liệu này, tính toán và kiểm tra này, tính toán và kiểm tra. Đó, bước 3 kết luận. Kết luận. Và nó cũng áp dụng công thức Bayes như này. Nhìn đập mà. Nó áp dụng công thức này. NBC mở rộng á thì nó khác một à, quên, NBC nó khác một tí là nó tính thêm cái thằng PX này này. Mà P PX này nó cũng dễ thôi. PX nó cũng dễ thôi. Còn mấy thằng này nó tính như MAP như này luôn. Yeah. PX nó sẽ bằng gì? Ví dụ X mình chọn lượng mơ là nhiều, nhiệt độ cao, phân bón có, độ ẩm 30-50, đúng không? Thì P PX nó sẽ bằng này P của thang lượng mưa nhân lượng mưa nhiều nhân cho thang P của nhiệt độ băng cao, nhân cho P của phân bón có, nhân cho P của độ ẩm 30-50. Thì mình sẽ tính này, P của lượng mưa nhiều sẽ bằng bao nhiêu. Ví dụ ở đây này, lượng mưa nhiều nó chỉ có một trường hợp thôi, một trường hợp thôi, nhưng mà tổng số của nó là 5 đúng không, thì xác suất của nó sẽ bằng 1/5 được một tháng rồi ạ. Nhiệt độ cao nó sẽ có hai trường hợp thôi, xác suất mà tổng của nó sẽ có 5 tháng sẽ bằng 2/5 đấy. Tương tự phần bón có sẽ bằng 3/5, 30-50 sẽ có 2/5 hai tháng này. Thì mình sẽ nhân lại thì sẽ được px. Ví dụ nhân 1/5, nhân 2/5, nhân cho 3/5 và nhân cho 2/5 thì nó sẽ được px. Đó, px. Sau đó mình sẽ tính tương tự thôi, PC1x bây giờ rồi, PC1x bây giờ mình thêm cái thằng là chia cho px, chia cho px. PX này bằng x chọn như nào thì mình phải viết như đấy, nhiệt độ cao đúng không, nhân cho p của cái gì nhỉ, phần bón bằng có. Đó, nhân cho p của độ ẩm bằng 35. Đó thì chỉ là px được thôi. Sau mình thế vào thôi. Được chưa? Mình thế vào, thế được. Thì mình sẽ được px. Đó, sau này làm tương tự các bước này. Đó, làm tương tự ở đây. Đây. Đây xin mình so sánh này. A và B. Cái nào lớn hơn thì mẫu x gặp cái đó. Ví dụ C1 là C1 lớn hơn thì là BC1 lớn hơn thì là thằng tăng. Đó, con nơi BC mở rộng thì bản chất của nó là thằng MAP. Đó, thế thôi. Đấy là xong năm thuật toán đấy. NBC mở rộng thì mình bỏ cái mẫu số đi, bỏ cái mà thằng mẫu số, tức là bỏ thằng px này đi. Đó. Cái bản chất của MAP và NBC mở rộng ấy nó khác nhau một tí, bởi vì này, cái thằng MAP cái mẫu của nó ấy, px này, nó sẽ tính theo công thức xác suất đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ tức là bằng, thôi không cần viết đâu, không cần gọi đâu, xác suất đầy đủ. Nhưng mà thằng này này nó sẽ tính theo công thức Bayes mở rộng, tức là nhân các thuộc tính lại với nhau. Đó. Còn về bản chất cách làm thì nó làm giống nhau. Còn về cái giải thích ấy, thì nó sẽ khác, là khác ở cái thằng px này, là tính theo công thức nào. Thì là thuật toán đó. Nhớ nha. MAP thì dùng công thức xác suất đầy đủ để tính px. Còn NBC mở rộng dùng công thức Bayes mở rộng để tính cái thằng này này. Đó. Tính này. Rồi. Và để mà hiểu hơn này, để mà hiểu hơn thì
đối với những cái xác suất có điều kiện này, mình sẽ hiểu nha, mình sẽ nhớ luôn nha. Ví dụ là đấy nha, ví dụ giải thích mấy cái từ công thức xác suất có điều kiện, ví dụ p của p của nhiêu đi, lượng mưa bao nhiêu đi, với điều kiện C1 bằng tăng, thì giải giải thích mình hiểu cái thằng này là gì. Tức là mình sẽ tính xác suất, đó, xác suất của thằng nhiêu đây này, xác suất ví dụ nhỉ, xác suất lượng mưa bằng nhiêu, mình sẽ đề bài là như này, với sản lượng tăng, với sản lượng tăng, với sản lượng tăng, tức là điều kiện bắt buộc là phải tăng, điều kiện bắt buộc là phải tăng nha, điều kiện bắt buộc là phải tăng, thì mình sẽ tính xác suất với sản lượng tăng, phải tính xác suất của lượng mưa nhiều, tức là xác suất mà lượng mưa nhiều xảy ra là bằng bao nhiêu đó, này xác suất của lượng mưa nhiều bằng bao nhiêu, xảy ra bằng bao nhiêu đó, thì đó, C1 tăng nó bắt buộc có điều kiện nữa đúng không, nó bắt còn bình thường này mình viết bé nhiều, bé của nhiều nhỉ, bé của lượng mưa bao nhiêu thì nó không có điều kiện đúng không, không có điều kiện, thì cái lúc lúc đó cái lúc đó thì mình sẽ dựa vào tổng số lượng là 5. Còn bây giờ có điều kiện rồi thì mình sẽ giới hạn cái không cái giới hạn cái không gian của nó, không gian mẫu cái gì đấy. À, chỉ còn hai. Yeah. Thì, tức là tiến cho tổng ấy. Ví dụ P nhiêu nó có một trường hợp đúng không? Công thức xác suất cổ điển đúng không? Một mà chia cho tổng của các trường hợp là 5 đúng không? Là công thức xác suất có điều kiện. Công thức xác suất cổ điển. Còn có điều kiện này, nó sẽ bị giới hạn. C1 bắt buộc là phải tăng. Thì cái thằng này chỉ có hai trường hợp tăng thôi. Nó có hai trường hợp thôi. Đó. Còn P có nhiều. Đấy, bây giờ mình tính xác suất P có nhiều. Thì lại có nhiều này. Đó, chỉ có một trường hợp thôi. Cho nên xác suất 1, 2. Còn cái mục đích của các thuật toán là mình sẽ tính xác suất là để mình phân lớp mà. Đó, mình phân lớp là thằng C1 đúng không? Lớp là C1 đúng không? Với điều kiện là x, tức là với cái điều kiện mình chọn lượng mưa nhiều, nhiệt độ cao, phân bón có độ ẩm 30 50 thì cái xác suất để xảy ra là nó tăng hay nó giảm bằng nhiêu. Thì thằng nào lớn hơn thằng đấy quyết định thôi. Thằng nào lớn hơn thì nó sẽ theo thằng đấy. Hiểu chưa? Đó. Ví dụ P của ví dụ C1 nha. Ví dụ mình tính P của x, P của x với điều kiện là C1. Đó. Thì mình sẽ tính cái thằng này. Đó. Còn cái thằng này nó không đếm được. Không đếm được bởi vì thằng x này này. X này nó biết là thằng này rồi. Nhưng mà mình chưa biết là nó tăng hay nó giảm. Cho nên mình phải tính cái thằng này dựa theo công thức bé đó, công thức bé viết viết ở trong Pyword rồi đó. Đấy là về các xác suất có điều kiện nha, mình nhớ nha, tất cả thuật toán đều quy về cái thằng p của lớp này, mình phân lớp mà mình phải tính xác suất của lớp với điều kiện mình cho cái điều kiện, tức là mình sẽ tìm một mình lấy một cái mẫu sau mình sẽ tính xác suất đưa ra cái lớp đấy đó, thì đấy là 5 cái thuật toán đơn giản nhất. Thế rồi về trình bày này, nó lại trình bày luôn nhé, trình bày thì đó phần lớp mà, phần lớp thì nó 3 bước một cái phần lớp này, kiểu gì cũng 2 lớp thôi, đơn giản nhất rồi. Sau tính xác suất của từng lớp, đối với cây thì nó sẽ trình bày tính entropy này, còn đối với các thuật toán MAP, ML đấy thì mình sẽ chọn và kiểm tra mẫu dữ liệu đấy. Đây, mình sẽ chọn này. Đấy. Và sau đấy mình sẽ tính toán. Đây, tính toán ra từng cái thằng này. Viết vào thằng nào, ví dụ thằng này gọi là mình sẽ mở ngoặc là chú thích áp dụng công thức xác suất có điều kiện. Còn mình sẽ đầu tiên mình cùng ghi công thức Bayes vào này. Được chưa? Bayes vào. Đấy là nắm được cho toán. Còn mấy thằng cá mín hay là FM này. Thằng này mình làm
mình tạo ra cái mô hình nó đơn giản để cho nó dễ nha. Rồi, ok.